Mấy số mặt hàng công ty mới về mà con. Đây xe địa hình nè, đã không? Bánh còn mới chát luôn nè. Ồ bánh còn đẹp ha. Đã thiệt chứ. Xe địa hình. Ồ cái máy đẹp ghê không? Có đồng hồ km luôn kìa. Đây là cũng đời cao cao đó, thắng đĩa luôn nè. Xài bằng dây sên. Đẹp. Cái này phải làm vệ sinh lại mới được. Tại đa số máy xăng phải về làm vệ sinh lắm. Đây đi vòng vòng con số mặt hàng nha. Đầm nhảy đầm cốc nè. Alo. Số mặt hàng nha con. Bơm hơi, bơm nén, cano, đuôi sới, sên bìa, 1m2. Máy thủy luôn nè. Máy thủy Yamaha turbo tăng áp luôn nè. Hai máy con, đúng rồi. 36 ngựa đó. Mất điện, điện rồi nè. Quá trời luôn. Mất cắt đường bê tông luôn. Ngoài bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá trời hàng. Ờ 9K9. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. Rồi năm mới nha, năm mới chúc bà con dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn là được mùa được giá năng suất cao. Năm mới cái gì cũng mới. Máy cũng mới luôn, mua máy mới luôn. Được mùa được giá là có sức khỏe rồi bà con. Mà muốn được mùa được giá là máy móc phải ngon. Làm đến nơi về đến chốn, máy phải mạnh mới có năng suất được. Máy tốt làm bà con có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đồ. Còn máy sáng hư chiều hư cực khổ đó bà con, mua xong là mua máy tốt xài luôn. Lần một xài cho nó ngon. Rồi bà con có nhu cầu alo nha. Số một hãng công ty nha.